Ôi rồi ơi, bỏ mẹ rồi. Khoan, Perry đỡ rồi hả? Từ từ, mày hả bưởi? Bắn anh nè. Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ chơi thử game có tên là Secret Way các bạn. Đây là một phiên bản gọi là DLC của Resident Evil 4. Mình đã chờ cái DLC này từ rất lâu rồi các bạn. Từ hồi lúc mà chơi xong cái bản gốc tới giờ chắc cũng nửa năm rồi. Thì bây giờ hãng Capcom nó mới tung ra cái bản DLC này. Ok, bây giờ mình chơi luôn nha các bạn. Holy hand on this extra game. Nói gì không hiểu à. The custom skill we apply. Custom mentory. Vậy hả? Đưa về mặc định hả? Là sao? Chế độ nè, bây giờ mình sẽ chơi chế độ gì nha? Thôi giờ mình chơi chế độ nào ta? Từ từ mình mới chơi, mình chơi trước chế độ này nha. Okay, let's go. Ok, vô game nào. Hello. Kìa đây là Louis kìa. Ủa đè ra đang ở đâu ta? Trời ơi, bị bắt mảnh lạc quan dữ à. Ui, trời má. Ủa nhảy điệu Labrada hả gì vậy? Đâu? Vũ điệu Tây Ban Nha đúng không? Trời ơi, yêu đời quá anh ơi. Thử đây, đây đất nước Tây Ban Nha mà. Mãi anh. Người ta chết tới nơi rồi. Anh là lạc quan thế rồi. Thôi tôi cũng chịu. Hello anh. Nhưng mà một người xấu số đã chết. Vâng. Rất tiếc. Rồi ôi má ơi, mấy ông thầy tu, mấy ông tu sĩ ghê quá. Ôi, cái gì vậy? Ôi, Ada chắc rồi. Cái này là Ada chắc rồi, không có nhầm lẫn vô đâu được. Hello. Ôi dồi ôi, đẹp quá. Rất đẹp. Mình là mình thích nha. Tôi đã chờ cái này điều này rất là lâu rồi. Sẽ được điều khiển em đấy. Không biết phiên bản này độ dài nhiêu ta. Cái phiên bản DLC này là mình cứ tưởng đâu được free á, nhưng mà ra mình phải mua về các bạn. Mua về update lên là tầm 11GB á. Thế tôi cũng bất ngờ luôn. Hồi hồi mà tôi chơi Resident Evil 7 DLC rồi free mà. This way. Sao đây nè, đâu tù hả? Nhà lao. Ờ đúng rồi. Này là mình phải luôn luôn nhặt đồ các bạn. Điều mà tôi luôn dặn là phải luôn nhặt đồ. Chơi game này không nhặt đồ là chết. Ok, đưa coi. À, súng, dao, trời ơi, con dao kìa. Trời ơi. Má ơi. Phụ nữ thời nay sao? Tôi mất niềm tin cuộc sống quá. Rồi đi đi. À, cái này là nhà tù mà trong cái pháo đài đúng không? Hello anh trai quá à.
Nhưng mà xin lỗi, tôi là người yêu của Leon nha. Anh không có cửa quen tôi đâu. Trời ơi, bỏ mẹ rồi. Bọn chúng đang tìm chúng ta. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Nói chung ý là đi đi kiểu lên nóc nhà, hang ra cũng như lên nóc nhà. Ôi giời ơi, để cái dây lộ liễu vậy mà nó không biết. Ôi chết mẹ rồi. Ôi thuộc hạ của hàng Salazar đúng không? Mẹ ơi, mặt cái mặt như như cái đống gì á. Ôi à, hàng này nó có dán cái định vị nè. Ada đã gắn chip định vị lên rồi. Đàn ông gì không có giúp đỡ với con gái gì hết trơn, để con gái đánh mình không biết quê. Ôi vãi đái. Wow. Trời ơi, đá trời, trời ơi, nuột 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 quá nuột thích. Má chùm gì mới xuất hiện mà bị phát quê mẻ rồi trời. Ồ, tôi chỉ vừa mới nói rồi các bạn mà giờ thành vậy rồi. Má em đẹp quá à. What the fuck. Ôi trời ơi, rồi dính độc rồi. Má bị thương rồi, má rách áo rồi. Là rách áo em nói rồi. Mặt bà mày, mày tiêu. Thôi mày né. Thôi trời ơi, né đòn với anh à. Ôi trời ơi. Ôi, mày né hả? Oh shit. Má. Cái gì vậy? Chết cha rồi. Ôi, phân thân chi thuật. What the fuck. What the fuck. Trời ơi. Má ơi. Ghê quá. Cái này đồ họa rất đẹp. Tôi đánh giá cao nha. Thôi đi thôi. Khoan khoan khoan. Rồi ơi, chơi riết hết đạn luôn rồi thiệt. Phải anh em. Khoan để coi mình có thể lụm đồ hay gì không. Mình phải kiểm tra trước. Đúng rồi. Đây. Gunpowder. Mình sẽ giữ nguyên cái mặt định đồ họa này các bạn. Để gọi là sao, để cho các bạn có cái trải nghiệm xem là tốt nhất. Đúng rồi, sao vậy, đi đường đó. Cái đó thằng Leon nó đi thôi, mình cần phải đi đường này. Không, tôi nhớ chỗ này có cái thằng mà Wolverine á. Đúng, xác. Phải luôn nhặt đồ các bạn. Luôn làm điều này thường xuyên luôn. Rất rất là thường xuyên. Trời ơi. Không mà tốt nhất là nên kiếm cái súng nào mà, cái đạn nào mà dùng nhiều nhất á. Như cái súng này nè là tiện nè. Cái súng handgun là thấy không có tiện rồi đó. Trời, nó cứ bó bó lại. Rồi, được. Lụm nhiều vào. Được chưa? Thôi đi nha. Ừ, có mẹ gì đâu. Không mở được, không phá được. Ok. Hello. Control, come in. Luis hit the amber, but I've sent him to retrieve it. Control, do you copy? I'm listening. Tôi đang nghe đây. Wesker. We ran into some unexpected trouble. What the fuck? À, đúng rồi, con nhỏ này đang làm việc cho Wesker mà. Luis is already en route to the church. I'm tracking him every step of the way. Very well. Then I suggest you hurry. Tiêu, ta đề nghị cô nó nhanh lên. Just need to confirm my route first. Heading out to get a visual of the area.
Ôi má ghê, má kính áp chồng luôn, quá dữ. Má anh thích rồi nha. Trời ơi, ống nhòm hơi bị hiện đại. Thế à? Phải luôn, ở trên mặt đất. Cô biết ý rồi đó. À, nhiều chuyện nữa. Ôi, súng tinh. Ê, cái chỗ này để bắn mấy cái đá nè. Chết. Cái này là nguy hiểm nha. Trời ơi, tôi phải đi một đoạn đường dài thế à. Mới vô game mà khó vậy rồi. Rồi qua tôi biết là. Ok anh, ok anh. What the fuck? Hey! Mày hả bưởi? Chết đi. Hey. Ủa chết, tôi có định vậy được không? Không được, không chơi bom được. Whoa. Nó có biết tôi không vậy? Anh mày hả bưởi? Mày hả? Mày hả? Mày hả? Ơi nhưng dao có đủ có nó có nó có tuổi thọ kìa bạn. Trời ơi. Bỏ mẹ rồi. Cô xuống, cô xuống. Ủa nãy tôi chưa xác định được vị trí của tụi nó nha. Tụi nó đông hay ít? Tôi nghe tiếng xì xào rồi. Còn hồi bỏ mẹ rồi. Thì nói chung là mình cứ lụm đi. Đấy. Hàng để bán đấy các bạn. Nói chung là hãy để dành súng xịn đạn thiệt nhiều nha. Hello. Có ai không? Hello anh. Ừ. Nãy giờ có cái đó à. Đúng rồi, lụm bơm nhiều vào. Ơ à, khúc này là hết đi được rồi. Chết cha. Ôi, ôi. Mẹ chết mẹ, nó chưa thấy tôi. Nó chưa thấy tôi các bạn, nó chưa thấy. Nó chưa có thấy. Vậy vậy, nó chưa thấy tôi nha. Tôi sẽ xử lý được. Không gây bất cứ động tĩnh gì nha. Stick on the high ground. Phải luôn ở phía trên cao. Ok ok, nói kìa. Tôi sẽ làm được. Tôi là Ada mà. Tôi là một sát thủ. Rồi xong. Đẹp. Nuột luôn. Ê, có ai thấy tôi không vậy? Tôi nghe tiếng xì xích là tôi thấy không ổn rồi đó. Fuck me. Đấy, lụm già nhiều vào. Chung là cũng được đấy. Chớ manh động nữa các bạn. What the hell? Nó có thấy tôi không? Ơi, ơi chết mẹ. Hảo. What, ơi. Xử luôn. What? Ừ. Ờ. Rồi, tôi thấy rồi. Hay hơn chết không để lại xác á, chứ không là tiêu rồi. Tôi coi đi map coi đi hướng nào rồi. Trời ơi, xa lắc xa lơ vậy á. Mấy anh game hãm hiếp tôi vậy chứ. Ừ, cái này ghép ngọc đúng không? Má nó đứng nó múa gì vậy trời. Đừng quay đầu lại nha. Xin anh. Đừng quay đầu lại. Ui giời. Chuyện. Ui chết mẹ. Nó không có đường này nè. Nãy đi rồi mẹ. Tôi phải. Hình như là đi sai rồi đó. Hình như là
Tôi đang đi lại á, chứ không phải đi đúng đâu. Đừng, đừng kinh động nha. Ok, đẹp luôn. À, như điều này. Vâng. Má, tôi tưởng tượng nó bắn này, không biết là sao nữa. Nãy đường này đi rồi mà, nãy nè đi rồi mà. Khoan quan sát coi có ai không đã, đừng đừng có manh động. Cúi xuống. Súng sao không trang bị cho tôi mấy cái. Ôi mẹ, nó thấy không? Ấy, scope. Trời ơi, nó ngon vãi nồi luôn. Thôi rồi, mày tiêu với anh rồi con ơi. Anh bắn cho không còn cái gì luôn. Ê, cái này nó có hình như đem lên đây bắn được nè. Ôi da, bỏ mẹ rồi. Sao ngu vậy? Mẹ. Thôi bỏ cha nữa rồi. Thôi chết cha rồi. Vậy đâu có đúng. Vậy là sai, sai kịch bản rồi. No 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 no. Ê coi chừng nó bắn kìa. Từ từ. Đúng rồi. Bắn ơi. Có ai không? Bắn. Chính xác rồi. Còn một đứa nữa. Ai? Đứa nào? Mày hả bưởi? Ô. Rồi xong. Mày. Còn ai nữa? Ơi, nữa kìa. Ôi mày nè, láo mà. Sao làm vậy đuôi? Ôi. Mấy anh chơi vậy đó mà chơi lại nó. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi. Ôi, chết. Ôi, no. Ok. Má ghê chứ. Cái gì vậy? Đừng. No friend. Chúng ta không thuộc về nhau nha. À, làm gì? Ôi giời ơi. Ừ, lụm tiền nhiều bao. Tiền bạc là phù du. Ôi chết cha, nó cứ tới hoài vậy. Rồi nó cứ, mày cứ tới hoài vậy cho anh bắn tới sáng luôn hả? What the hell man. Rồi không hết xài được rồi, trời ơi, tôi cứ tưởng là còn xài được. Game hại não dữ à. Rồi vậy là dữ chưa? Rồi vậy là kinh dị dữ chưa? Rồi, từ từ bình tĩnh. Hơi lắc. Nói chung tôi chỉnh setting hơi cao á. Nhưng mà được mà, ổn mà phải không các bạn? Ổn mà. Rồi. Chính xác rồi. Làm đúng rồi. Giời. Má, thiệt là tuyệt vời. Gì vậy đứa nào? Mồm miệng thối nha. Ôi má, nó bắn kìa. Không rồi. Để tiết kiệm chi phí anh phải chơi tà thuật thôi. Thằng nào bán, thằng nào? Mày nè. Trời ơi.
Rồi xong. Mày tiêu rồi. Ở khoan, vẫn còn một chỗ nữa. Mày hả bưởi? Ôi rồi game. Một đứa ăn nghĩa nè. Thêm một đứa nữa. Rồi, xong chưa? Rồi đây là dữ chưa? Wow, trời ơi. Kết. Quá dữ. Xuất sắc. Ok ok. Mày hả bưởi? Ok, có đạn rồi nha. Ok, trời, quá đã. Má bị thương kiểu này chắc nhiễm virus quá. Rồi, xong. Không, mình nghĩ chắc nó biết vị trí của con nhỏ này á, tại vì chắc nó gửi cái chất máu vô nó mà. Ồ, vậy hết chất tơ mỏ ba. Trời ơi, nhanh. Chuyện nhanh thế thôi, bỏ. À, cái này có bự hơn không? À, không được hả? Vậy thôi. Nice. Ok, chơi luôn nha. So he wants me to retrieve the amber. An object of ill omen. Tức là ông Wesker ra lệnh phải bắt được cái lấy được cái mẫu vật. Cái Amber, cái mẫu vật á, mẫu vật chứa con virus Las Plagas đó các bạn. Là sau này ông sử dụng nó để cấy vô người ổng hay gì á. Thế là phát triển cái con đó lên Urobo á, trong cái Evil 5 á. Ôi trời ơi, ôi ôi, nó bẻ Achido luôn. Dữ. Mấy thằng dân làng nó biết té dữ à. Cypress Way. Rồi xong, mới vô game lại ngay cái đường này nữa. Cái đường mà gọi là sao ta, cái đường mà tôi mệt mỏi nhất luôn á các bạn. Nếu các bạn còn nhớ phần Dion, phần này là mệt lắm á. Đông như kiến vậy. I'm seeing increased movement from Los Illuminados. Don't get careless. Đừng bất cẩn. Copy. Ada out. Đúng rồi, nói chuyện dứt khoát lên. Almost at the church. Gần tới nhà thờ rồi. Ê, cua xuống. Đừng manh động nha anh em. Anh em đừng manh động nha. Con dao nhà bếp. Bên. Ê, ê, quên. Chút nữa là tiêu rồi. Ok, lượm tiền. Tiền thì ít, mà đạn thì cũng ít luôn. Nói chung là nhiệm vụ game là luôn luôn ở phía trên cao. On the ground á. Rồi ok. Tôi nghe tiếng bíp bíp. Thằng nào gài mìn vậy? Rồi ok. Khoan, tôi có ý này. Tôi có thể sniper bắn tỉa nó. Ê, nó nghe tiếng súng thì sao? Không, nó không có nghe. Ừ, nó không có nghe. Ok, ok, ổn. Ổn map. Trời ơi, có nhảy vô được đâu. Mấy má này cứ hiển thị lên thôi. Nói chung là Ada ở trên cao, Leon ở mặt đất, nó vậy á. Hỗ trợ anh từ trên cao nó, à, ý vậy á. Rồi ôi, khoan, dép này vô. Ừ đó. Rồi mà máu hơi bị ít nha các bạn. Tôi để ý máu của con nhỏ Ada hơi ít á. Nè, phải đi nâng lên. Vâng. Cái mà grab đạn ấy, tôi để dành á. Để tôi kiếm được cái gì ngon ngon grab. Dội vàng là chết. Ủa không lẽ phải nhảy xuống thiệt hả? Má ơi, nhảy xuống thiệt sao? Còn bao nhiêu viên nữa trời. Ok. Rồi.
Trời ơi, hết đạn nhục chưa? Tôi gài đạn mà tôi mê luôn á. Xong. Nói chung là với cái khoảng cách đó là nó thiệt chứ. Chết mẹ, cái gì vậy? Ai ai? Hồi cái tiếng đó là tiếng, rồi tôi biết rồi, con heo á. Thôi tiếng con heo á. Chết mẹ, lỡ nhảy xuống rồi giống như là tôi tự tử luôn rồi còn gì nữa. Tự sát luôn rồi còn mẹ nữa. Má ngồi chứ. Ừ nhẫn. Để cầu hôn Leon á. Chính xác. Ok. Cẩn thận nha. Một nước đi sai là dạng vàng dặm đau luôn. Ok. Khoan từ từ. Coi nó có cái gì không đã. Đạn vừa cũng bị chưa? Sẵn sàng hết chưa? Ok rồi đó. Hồi xuống luôn đi. Cú xuống, cú xuống. Rồi đó, đúng rồi. Rồi cái méo gì ở đây. Má đúng chất kinh dị luôn á. Tôi sợ mấy cái kiểu vậy quá. Khoan. Chớ gây tiếng động. Có 6 viên thôi mà làm quá. Có 6 viên thôi á. Rồi. Chết con mẹ rồi, nó đập cửa vậy. Rồi, thôi đi nha. Bye bye. Bùm. Chính xác. Ôi. Ôi trời ơi, trời ghê vậy. What the fuck? Nhớ mày. Mày hả bưởi? Rider kick nè. Trời ghê. Rồi mày chết chưa? Rồi này dữ chưa? Ê, sao nghe cái tiếng giống sau lưng quá vậy? Đúng rồi, hãy thách thức tôi. Má con mẹ già. Mày hả bưởi? Láo này. Xử bà luôn. Xử bà, trời má. Ghê thiệt chứ. Láo léo với anh nè. Khoan đưa coi coi. Cái gì ta? Vật phẩm. Ờ đúng rồi. Vâng. Cái này. Ôi mà nó có nói mình là mình ghép cái nào có tiền nhiều không? Hay là cứ làm đại trà luôn. Cái gì ta? Nó lúc nào? Ship. À đây, trời ơi. Hai màu khác nhau rồi, có nhiều tiền không? Còn đa sắc. Cái tiền cũng như vậy thì sao trời? Vậy là phải kiếm nhiều màu hơn. Trời ơi. Thôi, rồi, để sau đi. Lo. Trời. Mày nè. Ôi. Quên. Nãy giờ quên anh. Ôi ơi. Xin lỗi. Mày hả bưởi. Đừng hòng. Đừng có mơ. Rồi ok. Cái này để dành đây, chừng nào mất máu hả bơm. Hello. Ấy, có đồ để bán rồi. Lên đây đúng không? Mà khoan, tôi phải kiểm tra xung quanh có cái gì để lụm nhặt hay không. Ok, đi. Let's go. À, đơn giản nha. Game đơn giản, chỉ cần bay qua thôi. Let's go. Trời ơi, ngầu ghê luôn. Tôi là phản diện, nhưng mà tôi thích cái nhân vật này nhất luôn đó các bạn.
ngầu lắm, rất mạnh mẽ. Con gái tổng thống. Là sao nó? Consider the village infected. Complete local saturation. I've read the file. I'll see what I can do. Nói chung là đừng đụng vô con gái tổng thống nha. Đừng gặp rắc rối lớn đấy. Chính phủ Mỹ sẽ truy lùng chúng ta còn hơn giặc nữa. À, tôi nhớ cái đường này quen quen. Hình như có đi rồi á. Đường nào ta? Tự nhiên nhiều khi tôi bị liệu á. À, đường tới nhà thờ, đúng rồi mày. À đấy hả? Mấy mẹ đang nói chuyện gì đây? Đâu dám bắn đâu, bắn manh động tụi nó kéo nguyên đám tới là chết luôn á. Từ từ có đứa nào? Tôi nghe tiếng gầm gừ gầm gừ. Chiếc trình ai? For Lord Sattler. Đấy, có bơm, có mìn. À, cái nhà mà hồi lần bắn cố thủ nè. Đúng rồi. Không đâu, từ từ, tôi sẽ đi bộ xuống. Chung mấy game hay vậy mà chỉnh setting thấp là uổng lắm luôn các bạn, nó thật là uổng lắm á. Hồi đó tôi chơi Evil Bomb đâu có setting, đâu có chỉnh gì đâu. Vô. Chết mẹ, chết mẹ rồi. Mẹ. Tiếng ai oán vậy trời. Giết. Ok. Nói chung bắn thì cũng được, nhưng mà từ từ đó. Đấy, 20.000 là ngon rồi. Phải đi đường nào cho nó hợp lý nha. Không, tôi không đây, tôi không dám đi đường cửa đâu. Ok, bà già đứng rồi, bà già bắn cái bay kìa. Bà già bắn cái bay mà chết. Tính ra cũng mấy chục năm rồi với tôi mới được chơi phần chơi của Ada. Rất là cuốn hút luôn các bạn. Ok, bắn cho nổ tung luôn nha. Chứ nó đông quá. Ok, 1, 2, 3, BOOM! Tôi chết mẹ rồi. Chết tụi mẹ tôi rồi. What the fuck? Ôi. Mày cái bưởi. Chết đẹp luôn. Vâng. Có bay không được không? Ôi ghê. Ghê. Ok, 21.000. Được đấy. Chung là cứ lụm hết đi, có bao nhiêu cứ lụm hết. Tiền là về tay anh nhá. Ôi ôi, bò kìa, bò sữa hả? The fuck man. Hello anh. Hello. Hello. Bò bi ghiu hả? Ha. À. Trời ơi. Bà ơi. Bà tạo nghiệp quá, à. Người ta mới ra thôi. Nó cầm súng bắn tôi vậy á. Heo ơi. Trời ơi, heo cưng nha. Ok, 23. Nói chung là cứ lụm hết đồ đi các bạn. Mình là không bao giờ bỏ sót. Kinh nghiệm chơi game đã cho tôi biết điều đó. Mình luôn lụm nhạc các bạn. Ở đồ. Sao không có tiếng động chứ vậy? What the fuck? Oh no. Rồi.
Ngon. Méo có một cái tiếng động. Tôi vừa mới đi lấy đồ thôi. Mày cũng muốn thiện xạ với anh hả? Đâu có dễ vậy. Rồi. Đừng có sập, mẹ đừng có sập nha. Lắm. Rồi đi luôn, đi luôn, lên. Ok, tôi lên rồi. Trời ơi, coi kìa, bay điêu luyện vậy á. Trời ơi, tại sao tôi không bất ngờ nhỉ? Tại sao tôi không bất ngờ chứ? Đúng rồi, Leo sẽ giữ chân á, mấy anh này. Ok, vậy đi tới nhà thờ đúng không? Vậy nếu đúng mục tiêu vậy, Ada đâu giúp Leon đâu, chẳng qua là trùng hợp thôi. Đúng không? Từ từ bình tĩnh. Mình phải tiết kiệm đạn. Trời, hay vậy. Ồ má ơi, hay nha. Trời ơi, nuột quá các bạn ơi, ngắm ngắm xíu ơi. Trời ơi, em ơi, em nuột quá. Nuột quá, chết tôi rồi. Nuột quá. Tôi hứa là sẽ chơi lại game này 100 lần luôn. Nó đẹp quá. Hello. Ê, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Sập ấy, sập ấy. Lẹ đi. Sắp sập rồi kìa. Kìa nó kìa. Nó sắp sập rồi. Má ơi. Ôi, coi chừng. Ý. Hư mẹ con dao rồi. Lấy vào bếp xài bên. Má quá đáng chịu, tôi ghét nhất câu đối luôn các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Trần Hân. Nhìn từ trên cao xuống hả? Khoan. Đầu tiên là hai cái mặt trăng khuyết. Những cái mặt hề. Ê, hình như tôi thấy cái ngọc bội kìa. Nó còn thử thách được clip nữa chứ. Chết tôi luôn. Vậy nhìn sao? Rồi vậy là sợ dữ chưa? Rồi vậy là hắc não dữ chưa? Đây nè. 4 biến ngọc bội luôn chứ phải 1 rồi. À khoan để tôi coi coi. À, cái này giống như là cái nếu mà ghép lại nó là vậy nè. Hình như anh cũng đoán đoán được rồi đó. Rồi để nhìn anh coi thử. Khó thế nhỉ. Khoan. Rồi đâu còn nào nữa. Thì còn đứa kìa đó 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 đó. Rồi. Rồi đâu nữa. Ui dồi ôi, tôi tìm cái này chắc chết tôi luôn á. Sao nhỉ. Hồi nãy tôi hình như là, hình như cái miếng này nè. Miếng này nè. Sao là hai cái thằng mặt trăng nè. Được rồi. Này nè đúng không. Đúng chưa. Rồi gì đó tôi quên mẹ rồi. À mày. Khoan đi, đi tìm cái. Tôi đi tìm đồ xíu ơi. Ôi sao tôi nghe tiếng xì xầm đó. Ai đó niệm chú hả? Rồi nha, để đi kiếm lại coi. Kiếm cái chỗ ngọc bội ở đâu nha. Rồi làm gì? Chết. Ngọc bội kiếm khó nha.
còn miếng nữa đâu. Thôi coi. À, một miếng nữa nằm đâu, Múc Chỉ, Cần Thơ rồi. Khó nhỉ. Không, quay ngược lại. Quay lại. Vậy là nó sẽ nằm ở đâu đó ngoài lốc góc này đúng không? Cánh không còn gì bất ngờ nữa. Rồi ơi. Khoan từ. Hình như nó ở quanh đây nè. Số 4. What the hell? What the fuck? Rồi ai biết không? Thôi bỏ mẹ đi. Mệt quá. Không coi nữa. Cái đó để bữa nào mình rảnh mình nghiên cứu tiếp. Thế chứ mấy má ẩn vậy biết kiếm đâu ra. Okay. Cái đó để sau đi. Bữa nào rảnh tôi nghiên cứu tiếp. Rồi. Chính xác. Đúng chưa? Vậy là dữ chưa? Trời ơi. Nghe game. Hại não vậy thôi chứ. Ôi ơi. Tới nhà thờ luôn rồi. Truck. Tôi không dám đi nữa rồi. Rồi. Một. Chết cha rồi, phải xử đứa nào trước đây. Chết. Trời ơi, muốn tiết kiệm đạn cũng không cho nữa. Người ta muốn tiết kiệm đạn cũng không cho nữa. Ồ, ngon. Sao đông vậy? Ừ. Chết rồi. Thế là tốt, thế thì tốt. Để tôi đỡ cực đúng không? Tôi đỡ cực. Làm quá. Ôi, có ai vậy? Tôi nhớ rồi, phần Leon là nó vô nó đập tôi luôn á. Rồi xong, ngon. Nhờ phải kiếm đồ nâng cấp. Không mà thường mấy cái đồ mà sang Ngọc Bích thì nó cũng mấy cái món nó tặng cũng thường thôi chứ cũng không có gì. Quan trọng vẫn là nhiệm vụ chính các bạn ạ. Hello. Trời ơi, tôi cứ tưởng nó khóa lại chứ. Trời ơi, nhìn nó nô kìa. Thế tôi khoái rồi. Kiểu này làm sao tôi ngủ được. Anh ấy ở đâu? Louis. Hello. Sounds like he could use a little help. Đấy, giờ giúp đỡ Leon á. Đúng là anh hùng. Anh hùng cứu nam nhân á. Cái mặt ông này giống diễn viên nào ta? Đó Leon kìa. Đó, nó bị tiếng chuông kiểu thôi miên á. Leon phải biết ơn Ada nha, nếu không là anh bị giết lâu rồi.
chiến số đông vậy, một mình anh với cái súng handgun sao xử được. Lần nào miễn phí, lần sau là không đâu nha. Don't keep me waiting, Louis. Rồi vậy là hết chapter 1 hả? À, chapter 2 hả? Hay sao? À không. Cái thằng này thằng gì để con người ta chờ quá đáng thiệt chứ. Chúng ta vừa mất tín hiệu Louis ở đâu đó trong khu rừng. Thật là đáng lo lắng. Làm đi. Ta sẽ tìm những gì ta sẽ... nói chung nó sẽ tìm hiểu giúp mình. Ok. Để anh với anh ấy gặp gặp chuyện. Đi thôi. Hello. Ê mà đánh chuông vậy, dân làng chưa tới hả? Ghê vậy. Ôi. Chết mẹ. Ôi núp. Chết tôi rồi. Cái gì vậy? Má ơi. Thôi con không có. Ô. Núp. Thôi bỏ mẹ rồi. Nó khát máu quá. Tôi phải kiếm chỗ núp thôi. Cái chỗ này núp mà không ổn rồi. Thôi chết tôi. Sao nó đi đường đó? Không được rồi, đéo ổn rồi. Bỏ mẹ rồi. Má nó đông quá các bạn. Xong chưa, còn đứa nào nữa không? Má tôi ra cái nó vồ đập tôi, chắc tôi chưa ỉa luôn á. Ôi chết mẹ, còn không? Hết rồi. Hết rồi. Đi thôi. Ôi rồi rén quá, game này rén quá. Quá đáng. Ủy, không bán đồ. Hey, stranger. Cô mua cái gì? You've picked quite the place to set up shop, stranger. Aye, and look what it brought me. Well now, let's make our welcome. Got some rare things on sale, stranger. Trời ơi, súng quá trời mà tôi không có tiền các bạn. What you see is what I've got. Thuét lên đúng không? All yours, stranger. Hả? Giờ phải thêm cái khẩu shotgun nữa. Mua thêm phụ kiện. Thế mới cày. That shot is very easy to handle. Đúng. Cái gì đây? Cái này là cái gì? 15% frequency hả? All yours, stranger. Got a selection of good things on sale, stranger. Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty, isn't it? Okay. Từ từ đợi xíu. Ok. Từ nha, để anh ghép đồ cái. Nào mà không được, chưa có đủ đồ mà ghép cái gì trời. Chính xác. Repair. Để nâng cái gì nè.
Má nhiều đội nâng quá. Thiệt luôn á, nâng cái đồ nâng cấp mà tôi nản ghê. Rồi. Không có đủ. Tiền đâu đủ. Nếu có tiền. Má ơi, tôi quá nghèo rồi. Tại cái súng này mình xài thường nè. Tôi phải nâng cấp nó liền. Rồi. Khoan nha, tôi phải set cái là số 3 đi. Quả bom thì tôi cho. Rồi. Đây. Bom thì cho số 6 đi. Rồi đó. Không. Hello. Ok. Đồ ít mà nâng cấp cũng ít luôn. Vâng. Gì đây? Cái ghê đầu người, cái đầu lâu lâu school kìa. Sadler, the leader of the cult. Đấy, thường là đạn súng này sẽ có xuất hiện nhiều hơn á, nên thường ưu tiên lấy mấy nâng cấp mấy cái đạn nào mà mình hay dùng á. Hả? Rồi ok. Rồi đó. Giờ mình sẽ nâng trước một cái nha. Giờ tôi sẽ nâng cái gì nhỉ? Lấy súng trước đi. Shotgun đi ha. Shotgun đi. Khí viên đó. Rồi tiếp, grab một cái nữa. Hiện tại tôi có có chích không thấy cái súng nhắm nó rất cần á. Rồi bỏ mẹ rồi, rồi ớ cái nha, bị phê thuốc vậy. Má ơi, phần thân hả? Ôi rồi ôi, bỏ mẹ rồi. Khoan, Perry đỡ hả? Từ từ, mày hả bưởi? Bắn anh nè. Từ từ, lúc này cái này, chết mẹ chưa? Chưa. Ây. Vãi. Thế giờ còn tôi phân thân nữa. Không được rồi, súng này là chậm lắm. Mày đâu? Mày đây rồi. What the hell? Trời ơi, bơm máu đấy chứ không phải là đi. Ôi. Đỡ. Ừ. Chưa sao. Đã, ủa. Nửa hết đạn nữa rồi. Tôi nói, ghét lắm. Ôi. What the fuck, man? Nó càng một dày hơn. Dày nè. Ơi. Đúng rồi, ảo giác. Ảo giác con mẹ rồi. What? Mày đây nè. Phải không? Mắt đỏ nè. Ơi. Phải gài đạn nữa, trời ức chế quá. Thôi không đúng sao, sao? Vẫn ổn. Nhanh lên. Ném bom đi. Ê. Ừ. Ê. Chết mẹ. Ừ. Mày hả bưởi? Mày hả chết? Rồi nè, chết chưa? Vậy đó. Chết rồi. Xử nó. Trời má cái gì vậy? Trời má dính thuốc rồi. Thuốc ảo giác nữa rồi. Ừ, tha cho mạng đó các bạn.
Vãi game chơi thốn như vậy. Chị sẽ với tôi. Okay. Now for the village chief's house. Okay, let's go. Đấy. Đạn một đống ở đây không lụm. Đi làm cái gì không à? Đấy, Leon chờ cho tôi một đống này. Cảm ơn anh nha. I think I'll pass. Ok, nhìn nó mắc ói rồi. Đấy, cứ lụm hết đi các bạn. Có bao nhiêu lụm hết rồi nha. Đấy, Leon lấy ra kênh này. Anh bỏ quên bơm này. Đồ quý giá không đó, đừng bỏ sót. Ý, không phải. Tại anh nhớ nó có cái đồ xịn sò lắm. Đâu đó ngoài này nè. Hello. Đấy, lậm lên. Không có gì à? Ôi trời. Khoan từ đã. Mình đi hướng nào nhỉ? À, cái map này là Village Chief Manor hả? Trời ơi, ngon. Quá ngon. Đấy, giờ Leon là có thể vô được rồi đấy. Cảm ơn tôi đi. Phải anh. Đấy, ngon chưa? Không ngon nữa thì thôi nha. Phải ngon. Giờ bình tĩnh. Ủa, nó chặn cửa hả? Nãy hèn gì sao nãy giờ tôi không đi được. Đây này nè, đi đây nè. Đúng rồi. Có khác gì nhau đâu. Không khác gì hết. Hello. Ôi trời, tiếng nhạc thế thôi. Rotten. Không mở được. What the fuck? Ôi giời. Chết tôi. Có gì làm được hết. Sao trời. Không anh nhớ nó có nó có cái gì nữa mà. Hình như nó bị chặn rồi. Ừ bị chặn rồi quên. Mấy đi nãy giờ đi vòng luôn á. Điên chứ. Nó bị khùng thiệt rồi. Không, có đi rồi.
Hành là lẫm hết. À đây nè. Ôi mẹ. Đấy. Luôn luôn nhạc nha các bạn. Đấy, tích tiểu thành đại đó, các bạn hãy nhớ câu đó nha. Rồi ok, ổn xong rồi đó. Mình nghĩ là mình nên tiếp tục công việc thôi. Vắng vẻ, an toàn. Đó là điều mà tôi rất thích. Má gài đạn kiểu dày thôi, đập cho không còn cái này, không còn cái xác luôn á. Tôi nản quá. Ba cái vụ nạp đạn này. Phiền. Hello. Ôi chết mẹ. Ủa sao lạ quá rồi ta. Ủa tôi đi đường này chưa. Ủa sao. Sao lạ quá. Ồ oh, mặt nước là đẹp quá. Không nhớ rồi đi vậy á nha. Tôi không có nhớ rồi, tôi đi kiểu vậy á. Rồi xong. Súng lên nòng. Mình còn phải nâng cấp nhiều thứ lắm. Tiền ít ỏi thế mà làm được cái gì nữa. Sao đi đơn giản thế nhỉ. Rồi Leon kìa. Mẹ ơi. Trong cái phiên bản mà gốc á, là ổng nhảy cửa sổ luôn các bạn. Là như ai đây bị bắt luôn á. Còn đối với phiên bản này tôi không biết bị bắt không nha. Ê đang nghe được á. Há tội Leon ghê luôn các bạn. Mình nghe ổng biết á, ổng biết Ada đang ở đây á. Bởi vậy. Vâng. Hết chapter mấy quên rồi. Chapter 3 đúng không? Ok, thì đó là những gì đã diễn ra trong chapter 2 các bạn. Thì Ada đã hỗ trợ giúp Leon hai lần thoát chết nha. Thì nhiệm vụ tiếp theo như thế nào và liệu rằng Ada có gặp được Louis hay không thì chúng ta hãy cùng mình chờ đón chapter kế tiếp nha các bạn. Ok, thì hẹn gặp các bạn các video sau nha. Bye bye.